Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. S, quyển Người đàn bà trong gương của An Mân và Phản quang của tôi được tìm thấy rất nhanh. Mỗi tựa mua một quyển. Tôi tra trong máy tính của nhà sách quyển Gương mặt đáng sợ của Ngư Ca nhưng không có. Nhớ đến chuyện Ngư Ca từng nói với chúng tôi, đoán chừng nhà sách chê sách khó tiêu thụ nên đã trả hàng rồi. Tôi và Trần Tư Đạt đành đến hỏi ở những hiệu sách khác. Sau 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm vất vả, cuối cùng cũng tìm được một quyển Gương mặt đáng sợ duy nhất ở một hiệu sách cỡ trung. Hai người chúng tôi như tìm được kho báu, nhanh chóng mua lại nó. 3 quyển sách đã tề tựu đủ trong tay chúng tôi. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi cả bữa trưa cũng không ăn, mua vài cái bánh mì trên đường, sau đó vội vàng trở lại khách sạn, đọc ngấu nghiến, như thể bệnh nhân mắc bệnh nan y tìm được sách chữa bệnh vậy. Vừa đọc, chúng tôi gần như quên mất cả thời gian. Không phải nói An Mân và Ngư Ca viết quá hấp dẫn, mà vì tôi không hề xem chúng là tiểu thuyết, mà xem chúng như đề tài, tài liệu quan trọng để nghiên cứu. Đến 6 giờ chiều, tôi đã đọc xong 2 quyển sách. Trần Tư Đạt vẫn đang cắm đầu, đọc chăm chú. Anh phải đọc nhiều hơn tôi một quyển, tôi không cần đọc quyển của chính mình. Nhân lúc này, tôi lấy giấy ghi chú của khách sạn ra, ghi lại những điểm mấu chốt trong 3 quyển sách, để tiện cho lát nữa cùng Trần Tư Đạt thảo luận. 7 giờ hơn một chút, Trần Tư Đạt đã đọc xong cả 3 quyển sách. Anh xoa đôi mắt nhức mỏi của mình nói, đúng là đòi mạng mà. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, lâu lắm anh không đọc sách liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ như thế này rồi. Em cũng vậy. Em đói chưa? Hơi hơi. Vậy chúng ta ăn ở đây luôn đi, gọi phục vụ đưa đến. Được. Trần Tư Đạt gọi xuống nhà hàng của khách sạn gọi vài món ăn, yêu cầu trong vòng 20 phút đưa đến phòng chúng tôi. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi tạm thời không nhắc đến chuyện liên quan 3 quyển sách, tự mình hoạt động gân cốt, thả lỏng tinh thần. Tôi nghĩ Trần Tư Đạt cũng như tôi, lúc đọc những quyển sách đã dốc hết sức tập trung, thần kinh căng như dây đàn. Suốt mấy tiếng đồng hồ như thế, đương nhiên sẽ vô cùng mệt mỏi. Thức ăn đã được đưa đến, chúng tôi nhanh chóng dùng bữa, sau đó gọi nhân viên phục vụ đến thu dọn bát đĩa. Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận về chuyện chính. Tôi hỏi Trần Tư Đạt, anh có phát hiện ra vấn đề nào trong 3 quyển sách này không? Anh hỏi ngược lại, em thì sao? Điểm chung của 3 quyển sách này là đều lấy việc một người nhìn thấy gương mặt người phụ nữ thắt cổ trên các vật phản quang làm tiền đề, từ đó kéo theo một chuỗi sự việc hoặc chuyện bí ẩn nào đó. Tôi tổng kết. Trần Tư Đạt gật đầu. Nhưng tình tiết phía sau không giống nhau. Tôi lấy xấp giấy ghi chú khi nãy dùng qua chỉ cho Trần Tư Đạt xem. Em đã tóm tắt sơ nội dung của từng quyển rồi. Gương mặt đáng sợ của Ngư Ca, nam chính sau khi dọn vào căn nhà ở mới, thường nhìn thấy gương mặt đáng sợ của người phụ nữ thắt cổ trong những vật phản quang. Sau khi anh ta hỏi thăm những người xung quanh, biết được trước kia, căn nhà này từng có một người phụ nữ trung niên thắt cổ tự sát trong đó. Giờ đây hồn ma đó như đang ra ám thị cho mình, sự việc này có bí mật bị che giấu. Cuối cùng nam chính điều tra được, người phụ nữ trung niên này vốn không phải tự sát, mà là bị người ta mưu sát rồi tạo hiện trường giả. Mục đích của hồn ma này chính là muốn anh ta giúp mình tìm ra hung thủ thật sự để báo thù rửa hận. Ừ, khái quát rất tốt. Quyển Người đàn bà trong gương của An Mân, kỳ thật em cảm thấy tình tiết được sắp xếp mới mẻ hơn nhiều. Nữ chính mà cô ta viết vì thất tình mà thắt cổ tự sát, biến thành cô hồn dã quỷ không cách nào siêu thoát. Hồn ma này vì mãi không quên được bạn trai của mình, lặng lẽ tìm đến nơi ở của bạn trai để thăm anh ta, không ngờ lại phát hiện ra nguyên nhân thật sự người bạn trai đó bỏ rơi mình. Hồn ma này bị đả kích mạnh, biến thành quỷ dữ hung ác, nghĩ đủ mọi cách để dọa nạt và giày vò người đàn ông phụ tình kia, chủ yếu là để cho anh ta thấy hình ảnh đáng sợ của mình khi thắt cổ tự sát trên những vật phản quang. Cuối cùng, người đàn ông kia trong lúc đang lái xe nhìn thấy gương mặt đáng sợ trong kính chiếu hậu rồi xảy ra tai nạn. Chính anh ta cũng biến thành một hồn ma. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Câu chuyện này đúng là rất sáng tạo. Nữ chính không phải người mà là một hồn ma. Đoạn đối thoại của hai hồn ma ở cuối chuyện cũng khiến người ta phải trăn trở. Trần Tư Đạt nói, được rồi, cuối cùng chính là phản quang của em. Chuyện mà em viết là thế này. Cái này thì tôi rõ nhất, không cần phải ghi chép lại trên giấy. Bắt đầu từ khi nhân vật chính mười mấy tuổi đã nhìn thấy gương mặt đáng sợ của người phụ nữ thắt cổ trên tất cả những vật phản quang. Anh ta dựa theo trí nhớ mà vẽ lại gương mặt đó, rồi chạy khắp nơi để tìm kiếm tin tức liên quan đến gương mặt này. Cuối cùng anh ta phát hiện mấy chục năm trước đã có người phụ nữ này thật. Hơn nữa, đủ kiểu tình huống xảy ra
cho thấy người phụ nữ này có thể chính là kiếp trước của anh ta. Chuyện của em hình như viết đến đây là kết thúc rồi. Đúng vậy, vì đây chỉ là tập 1, theo kế hoạch thì còn tập sau nữa. Trần Tư Đạt suy nghĩ một lúc và hỏi, Thiên Thu, lúc em viết ra câu chuyện này, sao lại nghĩ đến việc dùng kiếp trước để giải thích sự việc? Là chính em nghĩ ra sao? Tôi nhớ lại, không hoàn toàn là vậy, là Phí Vân Hàm đã nói một câu khiến em nghĩ ra điểm đó. Ông ta đã nói gì? Tôi cắn môi suy nghĩ một lúc. Ông ta nói với em, ông ta thường có cảm giác người phụ nữ ma quỷ xuất hiện trên các vật phản quang đó hình như chính là ông ta. Trần Tư Đạt nhướng mày lên. Tôi hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Không có. Trần Tư Đạt nhìn sấp giấy ghi chú. Em còn ghi lại những gì nữa? Em tổng hợp tư liệu của người phụ nữ thắt cổ trong mỗi quyển sách lại, gồm tên, tuổi, đặc điểm, ngoại hình của họ. Em không biết những thứ này có ý nghĩa gì hay không? Trần Tư Đạt nhìn tôi và nói, tên chắc là không có ý nghĩa gì rồi. Hiển nhiên chẳng ai đem tên thật của người cung cấp tư liệu vào trong sách cả. Nhưng tuổi tác và ngoại hình chắc là có. Thật ra trong lúc đọc anh cũng để ý đến vấn đề tuổi tác này. Tôi hỏi anh phát hiện ra gì à? Trong chuyện của em và Ngư Ca, người phụ nữ thắt cổ tự sát đều khoảng 40 tuổi. Nhưng trong câu chuyện của An Mân, tuổi của người phụ nữ này chỉ mới 20. Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra được chút manh mối nào, chỉ đành hỏi. Điều này nói lên gì sao? Anh hỏi em trước, vì sao em lại đặt người phụ nữ thắt cổ kia 40 tuổi? Em đặt theo những gì mà Phí Vân Hàm đã nói, ông ta nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Trần Tư Đạt khua hai tay trước mặt tôi. Được, vậy bây giờ chúng ta đặt giả thiết, phải chăng An Mân và Ngư Ca cũng giống như em? Ý anh là tuổi tác mà họ đặt ra cũng đến từ người cung cấp câu chuyện cho mình. Không sai. Tôi hiểu rồi. Ý của anh là người cung cấp câu chuyện cho họ thật ra cũng là người đã đích thân trải qua những chuyện này. Chia ra nhìn thấy một người phụ nữ 40 tuổi và một người 20 tuổi trên những vật phản quang. Đúng. Nếu đúng là như vậy, chúng ta có thể đưa ra một suy đoán táo bạo. Từng có 3 người phụ nữ, 2 người khoảng 40 tuổi, 1 người khoảng 20 tuổi vì một nguyên nhân nào đó đã cùng nhau thắt cổ tự sát. Tôi giật nảy mình. Sao anh lại có thể đưa ra kết luận như vậy? Trần Tư Đạt đính chính. Không thể gọi là kết luận được, chỉ là suy đoán thôi. Sao anh lại cho rằng 3 người phụ nữ này cùng nhau tự sát? Trần Tư Đạt nhìn tôi. Thiên Thu, theo tình hình trước mắt, chẳng lẽ em lại nghĩ 3 người phụ nữ thắt cổ tự sát này không hề có chút quan hệ gì với nhau sao? Tôi nghẹn lời. Một lát sau tôi hỏi. Vậy thì giả sử suy đoán của anh là thật, nó nói lên được điều gì đây? Trần Tư Đạt với lấy một cây bút trên tủ đầu giường, lật một trang khác của cuốn ghi chú. Vừa viết vừa nói, Thiên Thu, trong tâm lý học, có cách này có thể giải quyết được vấn đề nan giải. Khi chúng ta cảm thấy sự việc không chút đầu mối nào, hãy đơn giản hóa nó, chỉ tập trung vào điểm mấu chốt nhất. Cứ lấy sự việc bây giờ chúng ta gặp phải mà nói, cả quá trình vô cùng phức tạp. Vì thế bây giờ chúng ta phải lọc những từ khóa quan trọng trong sự việc này ra, xem thử có thể phát hiện gì hay không. Dứt lời, anh đã viết xong mấy hàng chữ trên giấy, đưa giấy ghi chú cho tôi. Những từ khóa này làm em nghĩ đến gì? Tôi nhận lấy giấy ghi chú, thấy trên đó viết tuổi tác khác nhau bằng thời gian ra đời khác nhau, cùng nhau thắt cổ tự sát bằng chết cùng một ngày, nghi ngờ nguyên nhân tự sát tập thể. Tôi đọc đi đọc lại nội dung trên tờ giấy mấy lượt, chợt nghĩ đến một câu, liền thốt lên. Không mong sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng. Không sai. Trần Tư Đạt vừa định nói gì đó, đột nhiên một luồng gió lạnh từ cửa thổi vào. Tiếp đó đèn trong phòng và đầu giường bắt đầu chập chờn. Sống lưng tôi lập tức truyền đến một cơn lạnh buốt, lông tơ khắp người đều dựng thẳng cả lên. Chúng tôi đã đóng cửa sổ rồi. Chính tay tôi đã đóng, tôi nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ, chúng tôi chừng đôi mắt sợ hãi, nhìn cánh cửa sổ bên ban công đã mở toang vào trong. Tôi vội ôm lấy Trần Tư Đạt, nhưng đồng thời sự sợ hãi nặng nề cũng vây lấy chúng tôi. Đèn vẫn đang nhấp nháy, trước giờ tôi chưa từng gặp qua chuyện thế này. Căng thẳng thở dồn dập, không dám nhúc nhích. Khoảng nửa phút sau, tình huống kỳ lạ đã biến mất, tất cả trở lại bình thường. Chúng tôi đợi một lúc, Trần Tư Đạt đứng lên, tức tốc đi đến ban công, đóng cửa sổ, cài then. Anh trở lại, kinh hoàng nói với tôi. Thiên Thu, anh nghĩ chắc chúng ta đã đoán đúng. Đừng nói nữa.
Tôi che miệng anh lại. Anh cảm nhận được tôi đang run rẩy, bèn kéo tôi qua ôm chặt vào lòng. Trần Tư Đạt dùng bàn tay to dày của anh nhẹ nhàng xoa lên lưng tôi, an ủi nói, được, chúng ta không nói nữa. Chúng tôi ôm lấy nhau, rất lâu sau mới vượt qua được thời khắc hãi hùng này. Tôi vốn nghĩ chuyện khi nãy đã đủ đáng sợ rồi, nhưng trên thực tế, chuyện xảy ra trong đêm nay mới cho tôi biết thế nào gọi là sợ mất hồn, mất vía. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 20. Dưới cây táo lớn trên một sườn đồi nhỏ, ba cô gái dùng thanh tre để hái những trái táo trên cây, vừa cười vừa nói. Trông dáng vẻ của họ đều khoảng 13-14 tuổi. Nhìn thân hình chưa phát triển kia là biết. Thành thạo chọc cho những quả táo kia rơi đầy trên đất. Ba cô gái dùng tay nhặt chúng lên, không lau rửa gì, liền bỏ thẳng vào miệng ăn. Hái mệt rồi, táo trên đất cũng đủ nhiều rồi. Ba cô gái liền ngồi xuống dưới gốc cây, tiện tay nhặt táo rơi trên đất để ăn, vừa ăn vừa nhìn nhau ngây ngốc cười. Sau đó bắt đầu trò chuyện về gia đình mình, dường như rất thư thái. Nhưng một lúc sau, một cô gái tết tóc hai bên tỏ ra rầu rĩ nói, ôi, những ngày vui đùa như thế này của ba chúng ta sau này chẳng được bao nhiêu nữa rồi. Cô gái tiếp lời có đôi mắt to và hàng chân mày rậm, nhìn qua trông hệt như một chàng trai. Cô buồn bã nói, Xảo Ni Nhi à, sao lại nói như thế chứ? Cô gái gọi là Xảo Ni Nhi cúi đầu, ấp úng nói, mẹ em bắt em đi lấy chồng. Một cô gái khác khoác áo bông vỗ tay reo lên, đây là chuyện tốt nha, vậy thì tốt quá, Xảo Ni Nhi cũng sẽ làm dâu giống chị đó. Xảo Ni Nhi trừng mắt nhìn cô, đừng có vui mừng, Song Phụng, chị có biết em phải lấy ai không? Song Phụng hỏi, ai? Xảo Ni Nhi nhăn nhó nói, Lão Dương ở thôn Ngưu đó. Ôi trời, chính là Lão Dương thu mua gạo của các nhà rồi mang vào thành bán đó hả? Ông ta chắc cũng 60 tuổi rồi nhỉ? Cô gái tết tóc kinh ngạc nói, còn không phải sao? Chị Yến Tử, trước đây gặp Lão Dương em đều gọi Lão bằng ông, giờ chị nói xem. Xảo Ni Nhi sắp bật khóc đến nơi. Song Phụng hỏi, sao mẹ em lại bắt em gả cho ông ta chứ? Xảo Ni Nhi nói, mẹ em nói Lão Dương tuy có hơi già nhưng xương cốt vẫn khỏe mạnh. Còn nữa, mẹ nói gả cho ông ta rồi thì không phải lo không có cơm ăn nữa. Yến Tử hơi nóng nảy, nói thì nói vậy nhưng em gả qua đó chính là đi làm vợ bé. Song Phụng gật đầu lia lịa phụ họa theo. Với lại chị thường nghe anh Trụ Tử nói vợ của Lão Dương lợi hại lắm, dáng người cao to không nói, cãi nhau đến 5 người đàn bà cũng không lại bà ta. Em mà gả qua đó làm vợ bé, há chẳng phải ngày ngày nhìn sắc mặt bà ta mà sống à? Xảo Ni Nhi bưng mặt khóc nức nở. Em biết nên em mới sợ, gả cho Lão Dương thì thôi đi, nghĩ đến vợ ông ta em liền thấy run rẩy cả người rồi. Song Phụng nói, em nói những lời này cho mẹ em biết, cứ nói em có chết cũng không gả đi. Mẹ em sao lại không biết những chuyện này chứ? Nhưng mẹ khóc với em rồi nói, nhà chúng ta những 5 người con, cha mẹ thật sự nuôi không nổi nữa, chị có thể gả được đứa nào hay đứa nấy. Chị Song Phụng, chị Yến Tử, các chị nói xem, chuyện cưới gả làm gì đến lượt chúng ta nói đâu chứ? Yến Tử hỏi, nói vậy chuyện hôn sự này mẹ em đã định xong rồi, không thay đổi được nữa ư? Xảo Ni Nhi đau khổ gật đầu. Sính lễ và tiền của Lão Dương mẹ em cũng đã nhận hết rồi, ngày cũng đã chọn xong. Yến Tử tức giận nói, đây đâu phải là gả con gái, rõ ràng là bán con mà. Song Phụng thở dài, mặc kệ là gả hay là bán, số mạng của con gái chúng ta vốn không do chúng ta làm chủ mà. Yến Tử bĩu môi, dường như không tán đồng với những lời Song Phụng nói. Trong 3 người, cô là người có tinh thần nổi loạn nhất. Cô kéo Xảo Ni Nhi hỏi, mẹ em đã chọn ngày nào? Tháng 12, ngày đại tuyết, tiết khí đó. Bà Mai nói là bà ta xem ngày rồi, hôm đó là ngày thích hợp cưới gả nhất. Yến Tử kêu lên, ôi, chẳng phải là tháng sau đó sao? Đúng đó, làm em giàu chết được. Em định gả thật à? Nếu không thì phải làm sao? Em được chọn lựa không? Yến Tử cắn môi không lên tiếng. Song Phụng là người từng trải,
Cô kéo tay Sảo Ni Nhi nói, Ni Nhi, chị thấy em đừng buồn nữa, chấp nhận số mệnh thôi. Con gái chúng ta trước sau cũng phải lấy chồng mà. Giọng cô chợt trở nên chua xót. Em gả cho lão Dương, tính ra vẫn hơn chị mà. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Sảo Ni Nhi và Yến Tử đều nhìn cô, khó hiểu hỏi, sao lại thế được? Song Phụng thở dài, hôm nay nếu không nhắc đến chuyện này, chị cũng không muốn nói với hai người đâu. Em trai nhỏ ở nhà chị. Ôi... Yến Tử hỏi, thằng nhỏ thế nào? Song Phụng buồn khổ nói, 12 tuổi, em đã gả qua đó, hàng ngày hầu hạ ông chồng chưa tròn 4 tuổi. Lúc đó nó chưa biết nói, đi cũng chưa vững, em nghĩ là do nó còn nhỏ. Bây giờ nó đã hơn 5 tuổi rồi, vẫn chưa nói chuyện đi đứng được, cả ăn cơm, tiểu tiện cũng không biết. Bón cho nó ăn thì không có gì, nhưng đêm nào nó cũng tè ra giường, khóc không ngừng nghỉ. Lúc này em mới biết, khi xuất giá không ai nói với em, ông chồng của em thật ra chính là một thằng ngốc. Ba mẹ chồng em chẳng trông mong gì khác, chỉ mong nó lớn đến mười mấy tuổi, rồi viên phòng với em, nối dõi tông đường. Nhưng nghĩ đến việc cả đời phải trông coi một thằng ngốc mà sống, trong lòng em rất khó chịu. Nói đến đâu, Song Phụng liền thấy chua xót trong lòng, bắt đầu rơi nước mắt. Yến Tử kinh ngạc nói, ơ, trước đây đâu có nghe ai nói qua chồng em là thằng ngốc đâu. Song Phụng lau nước mắt nói, cha mẹ chồng em sĩ diện, không để lộ ra ngoài, ngay cả cha mẹ em lúc trước cũng bị họ giấu, bây giờ biết thì đã muộn rồi. Mẹ em nói, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, chỉ đành vậy thôi. Cảnh ngộ của Song Phụng đã khiến hai cô gái còn lại xót xa, thương cảm. Ba người nắm tay nhau, cùng than ngắn thở dài. Một lúc sau, Sảo Ni Nhi nói, chị Yến Tử, xem ra em và chị Song Phụng đời này đã định xong rồi. Bây giờ chỉ còn mình chị là tự do thôi. Sau này chị nhất định phải gả cho người con trai mà mình thích, đừng giống như chúng em. Yến Tử nghe vậy, vẻ mặt trở nên lo lắng và lúng túng, cả mặt đỏ bừng lên, giống như nghĩ đến chuyện đặc biệt khó xử nào đó vậy. Sảo Ni Nhi không hiểu, bèn hỏi, chị sao vậy? Yến Tử ấp úng nói, không, không có gì. Song Phụng nhìn ra được, không vui và nói, Yến Tử, lúc nãy em đã thành thật nói ra chuyện nhà chồng cho hai người biết, chị có chuyện gì thì lại giấu giấu giếm giếm. Chị không muốn nói cho bọn em biết, chị có xem bọn này là chị em tốt không vậy? Yến Tử nhìn hai người chị em, dáng vẻ vô cùng khó xử. Một lúc sau cô thốt ra một câu, đời này chị không gả cho ai được rồi. Hai người tò mò hỏi, vì sao? Yến Tử suy nghĩ, đã nói đến đây rồi, chi bằng nói ra hết, để tránh người khác lại nói mình không đủ thành ý. Cô nói với hai người kia, nói cho hai người biết, hai người không được nói với người khác nha. Ừ, không được nói ra đấy. Đương nhiên, bí mật của chị em chúng ta sao lại có thể nói với người khác được? Song Phụng nói. Sảo Ni Nhi cũng gật đầu theo. Yến Tử do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra. Tết Đoan Ngọ năm ngoái, ba người chúng ta và anh Trụ Tử. Chú thích, từ trong ngữ cảnh đoán ra, anh Trụ Tử là chàng trai thanh mai trúc mã với ba cô gái này. Trụ Tử vào trong thành xem đua thuyền rồng, hai người còn nhớ không? Nhớ chứ. Sau đó chúng ta chia ra, hai người về với nhau, chị và anh Trụ Tử cùng về. Ừ, rồi sao? Yến Tử mím chặt môi rất lâu, đỏ mặt khẽ nói. Trên đường về, bọn chị đi qua một rừng cây nhỏ, anh Trụ Tử đã hủy chị mất rồi. À, hai người. Sảo Ni Nhi không nhịn được la lên. Yến Tử vội che miệng cô lại, đừng có la, bị người khác nghe mất. Một lúc lâu sau, hai cô gái mới dần bình tĩnh lại. Cả ba người đều đỏ mặt. Sảo Ni Nhi hỏi, Yến Tử, chuyện này không còn ai khác biết chứ? Đương nhiên không ai biết rồi, nếu không chị sống không nổi đâu. Song Phụng mặt đỏ như gấc hỏi, chuyện đó rốt cuộc có mùi vị thế nào vậy? Yến Tử xấu hổ quay đầu đi, lại nhịn không được mà cười khúc khích. Ôi trời, đáng ghét quá đi, dù sao thì sau này hai người cũng biết thôi. Song Phụng nói, nếu chị không nói, bọn em đi hỏi anh Trụ Tử nha. Yến Tử nói, em dám. Dứt lời, liên nhau về phía Song Phụng. Sảo Ni Nhi ra thế muốn giúp Song Phụng, ba cô gái vui đùa, cười giỡn với nhau. Giỡn mệt rồi, họ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Sào Ni Nhi chợt nghĩ ra gì đó, nói: "Ấy, chị Yến Tử, sau này chị vẫn phải lấy chồng, đến lúc đó chồng chị phát hiện chị đã bị phá thân, vậy thì phải làm sao?" Yến Tử căng thẳng giao giác ngó nghiêng bốn phía: "Em nhỏ tiếng chút cho chị nhờ." Song Phụng đè thấp giọng nói: "Yến Tử, nói thật, đây là chuyện lớn đó. Chúng ta là con gái, nếu để nhà chồng biết trước khi xuất giá đã phá thân, có thể sẽ bị trầm lồng heo hoặc bị bán đó." Sảo Ni Nhi nói: "Chị Yến Tử có thể gả cho anh Trụ Tử mà, vậy thì không sao nữa rồi." Yến Tử rầu rĩ nói: "Không được, anh Trụ Tử đã có người cầu thân, nghe nói cha mẹ anh ấy cũng nhận lời rồi." "Vậy chị phải làm sao?" "Lúc nãy chị nói rồi đó, cả đời này chị sẽ không lấy chồng. Nhưng chuyện đó đâu phải do chị định đoạt, đến lúc có bà Mai đến nhà hỏi cưới, chỉ cần cha mẹ chị nhận lời thì phải gả đi thôi." Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến Tử có chút không biết làm sao. "Vậy phải làm sao đây?" Song Phụng trách cứ nói: "Chị đó, giống như cô ngốc vậy, sao lại làm cái chuyện hồ đồ như thế chứ?" Yến Tử nhỏ giọng lầm bầm: "Có thể trách chị được sao?" Ngồi dưới gốc táo khá lâu, ba người đều không nghĩ ra được chủ ý gì. Cuối cùng Song Phụng buông một tiếng thở dài: "Ây, con gái chúng ta sống trên đời này sao lại khổ thế chứ? Tất cả những lễ tiết, phiền phức dường như đều hướng về chúng ta. Vốn không cách nào phản kháng, thậm chí cả tính mạng cũng không thể do mình làm chủ." Sảo Ni Nhi cũng thở dài, chỉ có Yến Tử không nói gì. Một lúc sau cô chợt lên tiếng: "Ai nói tính mạng không thể do mình làm chủ?" Song Phụng và Sảo Ni Nhi đều nhìn cô. Yến Tử chợt ra vẻ thần bí nói với họ: "Hai người có biết hoa viên không?" Hai cô gái đồng loạt lắc đầu: "Hoa viên gì?" Yến Tử thấp giọng nói: "Chị cũng chỉ nghe người lớn nói mà thôi. Nói rằng trên đời này có một nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc, không có đau khổ và bi thương. Ở nơi đó có món ngon ăn không hết và quần áo mới mặc không hết. Hơn nữa, ở nơi đó, con gái chúng ta có thể đi đứng ngang hàng với đàn ông. Người lớn gọi nơi đó là hoa viên." Song Phụng và Sảo Ni Nhi nghe đến nhập tâm, bị dẫn vào trong ảo ảnh kỳ diệu vô cùng đó. Một lúc sau Song Phụng hỏi: "Có nơi tốt đẹp như thế ư? Sao em chưa bao giờ nghe nhỉ?" "Lúc nhỏ chị vô tình nghe được bà nội chị nói, họ không muốn để chúng ta biết những chuyện này. Em nghĩ đi, nếu ai ai cũng đến hoa viên hết thì đâu có được." Sảo Ni Nhi mở lớn đôi mắt tròn xoe hỏi: "Vì sao chứ? Nơi tốt đẹp như thế sao lại không đi?" Yến Tử im lặng một lúc và nói: "Vì nơi đó chỉ khi chết rồi mới đi được." Song Phụng và Sảo Ni Nhi đều ngẩn ra. Một lúc sau Sảo Ni Nhi nói: "Chị Yến Tử, chị không phải đang đùa bọn em đó chứ?" "Chị không đùa với hai người." Yến Tử nghiêm túc nói: "Chị đã quyết định rồi, chị phải đến hoa viên." Sảo Ni Nhi kinh ngạc hỏi: "Thật hả?" "Đương nhiên thật rồi." Sảo Ni Nhi nghĩ ngợi một lúc nói: "Vậy em cũng đi cùng với chị." Song Phụng kinh ngạc nhìn cô: "Sảo Ni Nhi, em..." "Chị Song Phụng, em phải đi. Nếu phải gả cho Lão Dương làm vợ bé, chi bằng tìm đến hoa viên tốt đẹp và hạnh phúc này đi." Song Phụng lo lắng nói: "Hai người tin có hoa viên thật à? Nếu có chỉ là do người lớn bịa ra thì sao?" Yến Tử nói: "Chẳng sao cả. Dù sao chuyện của chị sau này xuất giá rồi bị nhà chồng biết được cũng sẽ bị trầm lồng heo. Vậy chi bằng bây giờ đi tìm hoa viên." "Đúng. Muốn em gả cho Lão Dương để sống chịu tội còn khó chịu hơn cả chết. Em nguyện đánh cược một lần." Sảo Ni Nhi khoác cánh tay Yến Tử, dường như hai người họ đã cùng chung một lòng. Sảo Ni Nhi hỏi: "Chị Song Phụng, chị thì sao? Chị chẳng phải cũng sống rất khó chịu sao? Chi bằng ba chị em chúng ta cùng đến hoa viên, sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đi." Yến Tử cũng nói: "Vậy thì ba chị em chúng ta có thể ngày ngày không lo, không nghĩ, chơi đùa ở hoa viên rồi, tốt biết mấy." Song Phụng suy nghĩ rất lâu, dứt khoát đưa ra quyết định: "Được, em đi cùng hai người đến hoa viên. Cuộc sống như thế này em thật sự đã chịu đủ rồi." Sảo Ni Nhi vui mừng ôm lấy Song Phụng, Yến Tử cũng chen vào, ba người ôm lấy nhau: "Tốt quá, chị Song Phụng." Yến Tử nói: "Chúng ta hẹn thời gian đi." Sảo Ni Nhi nói: "Chị nói đi, chị Yến Tử." Yến Tử ngẫm nghĩ nói: "Sảo Ni Nhi, ngày em xuất giá là ngày đại tuyết tháng sau hả?" "Dạ." "Vậy chúng ta chọn ngày tiểu thuyết đi, được không?" "Được."
Hai cô gái cùng gật đầu. Song Phụng hỏi, chúng ta làm sao để đi hoa viên đây? Yến Tử suy nghĩ nói, nhảy sông đi, cách này tiện nhất. Đừng, đừng, nước sông lạnh lắm, khó chịu chết được. Vậy chúng ta thắt cổ. Yến Tử nói. Lần này hai cô gái đều không có ý kiến. Xảo Ni Nhi hỏi, à, hôm đó chúng ta mặc quần áo gì? Đương nhiên là mặc quần áo đẹp nhất rồi, chúng ta còn phải trang điểm một chút, thật xinh đẹp mà đi đến hoa viên. Yến Tử nói, ừ, em sẽ mặc chiếc áo bông đỏ ngày xuất giá. Xảo Ni Nhi hỏi Song Phụng, chị cũng có áo khoác đỏ mà nhỉ, chị Song Phụng? Song Phụng nói, có, mặc lúc xuất giá. Tiếc là chị không có. Yến Tử tiếc nuối nói, không sao đâu, chị Yến Tử, bọn em cùng chị vào trong trấn, mua một sợi dây cột tóc mới màu đỏ, cũng có thể trang điểm cho thật xinh đẹp được mà. Yến Tử vui mừng gật đầu, ừ. Ba cô gái cứ thế vui vẻ, định xong cuộc hẹn thắt cổ, hẹn vào ngày tiểu thuyết, sẽ cùng nhau đi tìm hoa viên. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Chương 21, âm lịch, tiểu tuyết. Yến Tử và Xào Ni Nhi đã đến điểm hẹn từ rất sớm. Căn nhà gỗ bỏ hoang trong thôn, họ ở đây háo hức chờ đợi, đợi Song Phụng đến. Xào Ni Nhi lén giấu người nhà chạy ra ngoài, mặc chiếc áo khoác bông đỏ vốn chuẩn bị cho ngày xuất giá. Yến Tử không có giá y, mặc chiếc áo hoa chỉ mặc trong ngày lễ. Hai người đều đầu tóc chỉnh tề, còn cài một cây châm giống hệt hai cô dâu nhỏ. Trên đầu Yến Tử buộc sợi dây đỏ mới mua, trông rất vui tươi. Đã hẹn vào buổi sáng, nhưng đến giữa trưa, Song Phụng mới vội vàng chạy đến. Cô cũng mặc chiếc áo khoác đỏ, trang điểm đẹp như khi xuất giá vào 2 năm trước. Sau khi tập hợp đủ trong nhà gỗ, Xảo Ni Nhi oán trách nói, chị Song Phụng, sao chị lâu thế mới đến vậy? Em và chị Yến Tử ở đây đợi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Song Phụng nói, chị cũng hết cách. Em trai chị hình như dự cảm được gì đó, vừa khóc vừa quấy, sống chết túm lấy không cho chị rời đi. Khó khăn lắm chị mới dỗ được nó ngủ, còn phải đợi cha mẹ chồng ngủ mới dám ăn mặc thế này mà chạy ra. Yến Tử chỉ vào thanh xà ngang giữa nhà nói, bỏ đi, dù sao thì cũng đã đến là được rồi. Trong lúc đợi em, chị và Xảo Ni Nhi đã cột xong dây thừng rồi. Song Phụng ngẩng đầu lên nhìn, mới thấy trên thanh xà ngang giữa nhà đã treo sẵn 3 sợi dây thừng để thắt cổ. Đầu dưới là thòng lọng để tròng đầu vào, bên dưới đặt 3 chiếc ghế gỗ. Song Phụng thấy cảnh tượng này, bất giác lạnh người, cô nuốt nước bọt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Yến Tử thấy Song Phụng hơi do dự bèn hỏi, Song Phụng, không phải em hối hận rồi đó chứ? Song Phụng ấp úng nói, đâu, đâu có. Yến Tử nhìn cô một lúc, đột nhiên kéo tay Xảo Ni Nhi và Song Phụng lại nói, chúng ta cùng lập một lời thề đi, lát nữa khi thắt cổ, 3 người chúng ta đá chiếc ghế dưới chân ra cùng một lúc, nếu trong chúng ta có người đột nhiên hối hận không làm vậy. Xảo Ni Nhi hỏi, thì thế nào? Yến Tử suy nghĩ, vậy người chết trước sẽ đầu thai chuyển thế, đợi cô ấy đến kiếp sau tiếp tục chấp hành. Tóm lại, 3 chị em chúng ta phải cùng nhau đến hoa viên. Xảo Ni Nhi kiên quyết nói, đúng, nhất định phải cùng nhau đến hoa viên. Song Phụng lặp lại theo, ừ, cùng nhau đến hoa viên. 3 cô gái hứa hẹn xong, đi vào giữa nhà, mỗi người bước lên một chiếc ghế gỗ, hai tay họ giữ lấy thòng lọng, đưa đầu mình vào. Yến Tử và Xảo Ni Nhi đầy vẻ trang nghiêm và mong đợi, Song Phụng toàn thân run rẩy. Yến Tử nói, chúng ta cùng nói câu nói kia, sau đó đá chiếc ghế ra cùng lúc. Xảo Ni Nhi gật đầu, ừ. Câu nói này họ đã nghĩ xong từ sớm rồi. 3 chị em chúng ta không mong sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng. 3 người cùng nhau nói, giọng của Song Phụng rất yếu ớt. Yến Tử và Xảo Ni Nhi sau khi nói xong, không chút do dự, đá đổ chiếc ghế gỗ. Thân hình của 2 người họ rơi mạnh xuống, treo lơ lửng giữa không trung. Song Phụng không biết nghĩ gì, khi cô nói xong câu nói kia, vẫn còn đang do dự, không hề đá đổ chiếc ghế ngay lập tức. Lúc bấy giờ, cô thấy 2 người chị em của mình đã thắt cổ thành công rồi. Cô kinh hãi chừng lớn mắt, nhìn gương mặt của họ vì tức thở mà trở nên tím tái, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Dáng vẻ đó thật sự đáng sợ đến tột cùng. 2 chân Song Phụng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, sợ đến sững người. Điều khiến cho cô sợ hãi nhất chính là cô thấy đôi mắt đang lồi ra của Yến Tử
vẫn một mực nhìn chằm chằm về phía mình. Ý tứ trong đó không cần phải nói ra. Một lúc sau, Yến Tử và Sảo Ni Nhi không còn động đậy nữa. Song Phụng cũng không chịu nổi nữa. Cô hét lên rồi nhảy xuống khỏi ghế gỗ, điên cuồng chạy ra khỏi căn nhà gỗ. Kế đó, dường như đã trải qua một khoảng thời gian rất dài. Khi thấy lại Song Phụng lần nữa, chồng cô đã như một phụ nữ 40 tuổi. Người chồng ngốc kia của cô cũng ra dáng 25-26. Bên cạnh họ còn có một bé trai khoảng hơn 10 tuổi, rất giống Song Phụng, cũng giống cha của nó. Song Phụng càng ngày u buồn thất thần, dung nhan tiểu tụy. Cô thường xuyên giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ, bật khóc nức nở hét lên: "Yến Tử, Ni Nhi, tôi có lỗi với hai người hãy buông tha cho tôi đi." Cảnh vật lại đột ngột thay đổi. Chỉ thấy Song Phụng cột dây thừng lên thanh xà ngang của nhà mình. Cô tròng dây thòng lọng qua đầu mình, vẻ mặt nhẹ nhõm chậm rãi nói: "Yến Tử, Ni Nhi, tôi đến đây. Tôi đến muộn hơn 20 năm, nhưng tôi vẫn đến mà, hai người đừng hối thúc tôi nữa." Chiếc ghế vừa ngã xuống, đôi chân của Song Phụng đong đưa giữa không trung. Cô mặc chiếc áo khoác màu đỏ, quần hoa và giày vải đỏ, giống hệt như lúc xuất giá hơn 20 năm trước. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khẽ vuốt mặt mình, đều là mồ hôi chưa kịp khô. Tôi ngồi dậy, không kiềm chế được mà che mặt bật khóc. Tách một tiếng, đèn đầu giường bật sáng. Trần Tư Đạt thấy nửa đêm tôi ngồi dậy bật khóc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh vội vàng nhảy xuống giường, ngồi xuống bên cạnh tôi, khoác vai tôi hỏi: "Thiên Thu, làm sao vậy?" Tôi vùi vào lòng Trần Tư Đạt, khóc càng lớn hơn. "Tư Đạt, em nằm mơ." Trần Tư Đạt vỗ lưng an ủi tôi: "Gặp ác mộng à? Không sao, không sao rồi." "Không, không phải cơn ác mộng thông thường. Giấc mơ này rất chân thật. Mọi việc giống như đã xảy ra ngay trước mắt em vậy." Tôi lại nhớ đến cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Ba đứa bé gái kia đã thắt cổ tự sát ngay trước mặt em. Trần Tư Đạt kinh hãi nhìn tôi: "Cái gì?" "Trong mơ, em thấy ba đứa bé gái thời xưa, khoảng 13-14 tuổi, chúng vì những nguyên nhân khác nhau mà hẹn thắt cổ tự sát trong cùng một ngày. Nhưng trong đó có một đứa tên là Song Phụng, đột nhiên hối hận." Tôi kể lại nội dung giấc mơ cho Trần Tư Đạt nghe. Trần Tư Đạt nghe xong, suy tư một lúc. "Em nói trước khi chúng thắt cổ tự sát đã nói một câu: không mong sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm à?" "Đúng, giấc mơ này giống như đang kể với em chuyện đã xảy ra năm xưa vậy." "Em cảm thấy người và việc trong giấc mơ thật sự tồn tại sao?" "Nếu không thì sao? Sao em lại có giấc mơ như thế chứ?" Trần Tư Đạt lắc đầu nói: "Thiên Thu, em biết câu ngày nghĩ gì đêm mơ nấy mà. Câu nói này có căn cứ khoa học hẳn hoi. Trước khi đi ngủ, chúng ta đã thảo luận chuyện này. Sau khi ngủ, tiềm thức trong đại não vẫn trong trạng thái hoạt động, thế nên mới khiến cho em có giấc mơ như vậy." Tôi muốn tin lời giải thích của Trần Tư Đạt, nhưng tôi vẫn thấy giấc mơ lúc nãy tuyệt đối không bình thường. Cảm giác kia quá chân thật, quá rõ ràng. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của ba đứa bé kia, còn bộ dạng khủng khiếp của chúng khi thắt cổ tự sát nữa. Giọng nói của chúng đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Tất cả như vừa mới xảy ra cách đây mấy phút thôi vậy. Trần Tư Đạt thấy tôi im lặng không nói, nghĩ rằng tôi bị kinh sợ quá độ. Anh nói: "Anh đi rót ly nước cho em, uống chút nước ấm sẽ thấy khác hơn ngay." Dứt lời liền đứng dậy khỏi giường của tôi. Ngay khi anh vừa rời khỏi tôi chợt nhìn thấy một thứ trên khăn trải giường màu trắng. Sau khi tôi nhìn rõ đó là gì, đầu tôi như muốn nổ tung, cả người bắt đầu run lẩy bẩy. "Tư Đạt, anh mau qua đây." Tôi sợ đến mức chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh, hai tay nắm chặt chăn, cả người co rút lại. Trần Tư Đạt quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt tôi thấy trên khăn trải giường có thêm một vật. Anh nhặt nó lên, ngạc nhiên hỏi: "Sợi dây đỏ này là từ đâu ra vậy?" Tôi biết đây là cái gì. Lúc nãy tôi đã thấy vật này trong mơ. Đây chính là sợi dây buộc tóc mới mua ở trên đầu Yến Tử. Bây giờ nó lại ở ngay trước mặt tôi, thậm chí còn mới như vậy. Dường như bao nhiêu năm qua, nó vẫn ở một thế giới khác, giờ đây mới lại xuất hiện ở trần gian. Trần Tư Đạt cầm sợi dây đỏ bước qua và hỏi:
Cái này là của ai vậy? Thiên Thu, em có biết không? Đừng đem qua đây! Tôi hét lớn, sợ hãi vô cùng. Trần Tư Đạt đứng yên tại chỗ, anh khẽ mấp máy môi, dường như đã đoán ra có chuyện gì rồi. Tôi gào lên, vứt thứ đó đi, nó không phải đồ của thế giới này. Trần Tư Đạt làm theo lời tôi nói, đi đến mở cửa sổ bên ban công, ném sợi dây vào không trung. Anh trở lại, khoác lên vai tôi. Tôi siết chặt tấm chăn tựa lên người anh. Đột nhiên tôi nghĩ thông tất cả. Khi nãy trải qua biết bao nhiêu chuyện đáng sợ, lúc này tôi không còn sợ hãi gì nữa. Tôi nắm lấy tay Trần Tư Đạt và nói, em hiểu cả rồi, em biết tất cả những chuyện này là sao rồi. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Trần Tư Đạt nhìn tôi đăm đăm. Ba đứa bé kia trước khi thắt cổ tự sát từng lập một lời thề, nếu có người không chết, người chết trước sẽ đầu thai chuyển kiếp, đợi cô ta kiếp sau chấp hành. Kết quả cô bé tên Song Phụng kia đột nhiên đổi ý, quả nhiên đã vi phạm lời thề. Thế là Yến Tử và Xảo Ni Nhi sau khi chuyển thế vẫn luôn chờ đợi Song Phụng. Tôi mở lớn mắt nói với Trần Tư Đạt, anh hiểu chưa? Phí Vân Hàm và hai người cung cấp câu chuyện cho Ngư Ca và An Mân chính là ba đứa bé này đầu thai chuyển thế. Họ ở kiếp này cùng gặp một cơn ác mộng. Gương mặt của người phụ nữ thắt cổ trên những vật phản quang chính là dáng vẻ kiếp trước của họ. Trần Tư Đạt há hốc miệng, dường như cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Anh ngập ngừng khá lâu mới nói, nhưng nếu họ đã đầu thai chuyển thế, cũng đã trở thành một cơ thể thật sự rồi, sao có thể báo mộng cho em như một hồn ma được? Là chấp niệm. Đây là điều tôi cảm thấy rất rõ trong giấc mơ. Lời thề của họ trước khi chết, giống sợi dây thừng thắt cổ vậy, buộc chặt ba người họ lại với nhau. Chấp niệm kia cũng trở thành một sức mạnh không ngờ được, vượt ra khỏi phạm vi lý giải của người thường. Nhưng có thể lý giải được vì sao Phí Vân Hàm cũng như hai người khác lại thấy hình ảnh kỳ lạ trên những vật phản quang. Vì sao em lại mơ thấy tình cảnh năm xưa của họ? Chuyện lạ này xảy ra với Phí Vân Hàm và hai người kia, anh có thể hiểu. Nhưng vì sao lại xảy ra với em? Chuyện này đâu liên quan gì đến em? Trần Tư Đạt hỏi. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, em nghĩ đó là vì mấy người Phí Vân Hàm không hiểu được chuyện này, nên sức mạnh nào đó mới yêu cầu em phải viết câu chuyện năm xưa ra, dùng nó để đánh thức trí nhớ của Phí Vân Hàm họ. Đột nhiên, tôi nghĩ ra một chuyện quan trọng. À, việc này cũng giải thích được, vì sao Ngư Ca và An Mân gặp chuyện không may, còn em thì không. Vì sách của họ đã viết sai hướng, còn của em đã viết đúng. Cả câu chuyện thật ra có liên quan đến kiếp trước. Trần Tư Đạt tỏ ra không mấy tin tưởng. Nói vậy, Ngư Ca và An Mân thật sự bị hồn ma đã chuyển thế, nhưng vẫn đang tác quái kia hại chết sao? Chuyện này quá khó tin. Tôi nói, đúng là khó tin, nhưng đây là cách giải thích duy nhất cho mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Trần Tư Đạt khoanh tay lại, trầm tư trong mấy phút và nói, không sai, vậy thì mọi chuyện đã có thể liên kết lại. Nhưng có một điểm anh cảm thấy không đúng lắm. Tôi hỏi, chỗ nào chưa đúng? Trần Tư Đạt nói, thời gian không đúng lắm. Có ý gì? Tôi nghe không hiểu. Trần Tư Đạt dường như đang sắp xếp lại tư duy. Nội dung trong giấc mơ mà em vừa nói, chẳng hạn như cô dâu nuôi tử bé, cưới vợ bé, đều chỉ là chuyện chỉ xảy ra trong xã hội cũ, nhất là chuyện nạp thiếp kia. Theo anh biết, từ sau phong trào ngũ tứ năm 1919, chế độ một vợ một chồng đã được thực thi, còn được đưa vào luật hôn nhân của dân quốc. Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch đều như vậy, chỉ có một người vợ. Nói cách khác, chuyện trong giấc mơ của em tối thiểu là xảy ra trước năm 1919, bây giờ là 2011. Khoảng cách thời gian ít nhất phải hơn 90 năm. Thiên Thu, em hiểu ý anh không? Tôi vẫn mơ màng lắc đầu. Trần Tư Đạt nói, trong mơ em nhìn thấy ba bé gái khoảng 13-14 tuổi. Sau khi chúng thắt cổ tự sát, nếu đầu thai chuyển thế, nếu người đó sống đến bây giờ thì cũng đã ngoài 90. Hai người khác chúng ta không biết, tạm thời không nhắc đến, nhưng tuổi của Phí Vân Hàm hoàn toàn không khớp. Tôi nói, nhưng ba người họ đâu có chết cùng lúc, Song Phụng sống đến gần 40 tuổi mà. Phí Vân Hàm giờ mới hơn 40 một chút, cho dù cộng thêm 20 mấy năm mà Song Phụng sống thêm cũng không thể 90. Tôi nhíu chặt chân mày. Trần Tư Đạt tiếp tục nói, còn một điểm nữa, nếu Phí Vân Hàm là Song Phụng, vậy hai người kia nhìn thấy ai?
Yến Tử và Sảo Ni Nhi lúc đó chỉ hơn 10 tuổi, nhưng Ngư Ca viết gương mặt của người phụ nữ 40, An Mân viết là gương mặt của cô gái 20. Đây là thế nào? Hoàn toàn không khớp. Tôi ngẫm nghĩ, thật ra cũng không có gì khó giải thích cả. Ngư Ca và An Mân viết dù sao vẫn chỉ là tiểu thuyết. Có lẽ họ đã tự sửa độ tuổi theo yêu cầu của tình tiết rồi cũng không chừng. Vậy tuổi tác của Phí Vân Hàm không khớp phải giải thích thế nào? Tôi trầm tư rất lâu, chỉ nói, chuyện đầu thai chuyển thế, khoa học hiện nay vẫn chưa thể giải thích được. Ai biết nó tuân theo nguyên tắc thế nào đâu. Người sau khi chết có thể lập tức đầu thai hay phải đợi một thời gian, chẳng ai biết được cả. Chuyện này sớm đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của chúng ta rồi. Trần Tư Đạt không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Một lúc sau anh hỏi, nếu mọi chuyện thật sự như chúng ta nghĩ, em định làm thế nào? Tôi ngước mặt thở dài, em còn có thể làm thế nào? Hồn ma kia đã đem sợi dây cột tóc màu đỏ đến trước mặt em rồi. Rõ ràng muốn em viết lại chuyện mà em thấy trong giấc mơ ra. Nếu em không làm theo, chỉ sợ kết cục sẽ giống như Ngư Ca và An Mân. Trần Tư Đạt chần chừ nói, nhưng em có từng suy nghĩ, sau khi quyển sách này tung ra thị trường, Phí Vân Hàm và hai người kia đọc được, thật sự khơi gợi trí nhớ kiếp trước của họ, sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Tôi ảm đạm nói, em chưa từng nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Nếu thật sự là nghiệt duyên kiếp trước của họ, vậy cũng nên kết thúc đi. Họ có đọc được sách của em hay không, hoặc đọc xong sẽ thế nào, đã không phải chuyện em có thể suy nghĩ và lo lắng được nữa rồi. Tôi ngẩng đầu lên, bi ai nhìn người đàn ông bên cạnh. Tư Đạt, em chỉ muốn được sống. Trần Tư Đạt không nói lời nào, ôm chặt tôi vào lòng. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.